mọi người buổi sáng. Chúc mọi người buổi sáng một thật buổi sáng vui vẻ hạnh phúc nha. Mình uống nước trà đây. Trên mạng, trên mạng nhiều tin xấu quá. Đây là một cái bánh. Hai chào, uống nước trà ăn bánh. Tin sắp tới Tết rồi, Tết 2023 rồi. Trên mạng thì tin xấu giống như là không có đơn hàng, phải công nhân ra nhiều quá, là người ta mất việc. Thì khi mà một người lao động mất việc thì kế hay bao nhiêu, lại giống như cha mẹ người ta cần người ta làm ra tiền để giúp chính người ta và giúp cha mẹ, giúp con cái người ta. Thì khi người ta mất việc thì có phải là khổ không? Người ta phải tìm cách để kiếm tiền, vất vả không? Nhưng mà mình không biết có ai đọc được nghe được cái clip này không, chứ mà mình cũng mong mọi người cố gắng vượt qua nha. Phải giữ gìn sức khỏe tốt, để khỏe. Sức khỏe là vẫn có suy nghĩ cách kiếm tiền. Bán khoai, bán gà, bán cỏ, bánh mì, làm bất cứ gì mà mình có thể làm. Mình làm 8 tiếng như hồi xưa thì bây giờ mình làm gấp đôi. Tất nhiên nó sẽ có kéo nhau, giúp nhau vượt qua cái thời gian khó khăn này. Bạn sẽ nghĩ cách, bạn sẽ nghĩ cách làm sao để mà vượt qua giai đoạn này. Bạn có thể hái một số cái loại rau á, rau thuốc á, hơi khô sắc bán. Và bệnh nhiều hay là làm cái gì đó mà cảm thấy là có ích, có thể giúp nhiều người khỏe hơn, mạnh hơn, sống lâu hơn để rồi kiếm tiền. Kiếm tiền giúp chính mình trước, yêu chính mình trước, sống là chính mình trước rồi mới nghĩ nhiều sâu xa hơn. Bệnh quá ăn kiêng, uống nước trà thanh nhiệt. Sáng ăn bánh này không? Uống mấy viên thuốc nữa. Bệnh quá, sức khỏe nó tụt, nó hay đau mà không biết là duy trì được tức lúc nào. Tự thảo, tự làm thuốc nấu sắc khác đủ, sắc thuốc hắt lá uống, nó bớt. Uống mưa mà bệnh nhiều lắm, ở máu, mạch máu nó động cholesterol, ngạt nó không khỏe. Thôi mà đau nhiều quá rồi sắc thuốc uống. Sợ bay màu, làm clip kỷ niệm, anh biết kỷ niệm. Suy nghĩ tích cực nha, thành công. Mỗi ngày làm để tích cực, đọc sách, nói gì đó bán, làm đó một cách vui vẻ, tinh thần vui vẻ, phải mạnh. Sức khỏe là trên hết, sức khỏe phải mạnh thì mới có hành động tích cực, suy nghĩ tích cực. Và giúp được cho chính mình thì mới mong giúp được cho chính người khác. Mình phải là người giúp chính mình. Mình phải là người nào ứng biến giúp cho chính mình chứ, rồi mình tốt, mình khỏe, rồi mình mong giúp được ai đó. Chứ bạn mà chưa giúp được chính bạn, bạn hỏi có giúp được gì cho người khác không? Sao giúp chính mình chưa giúp được, sao giúp người khác? Bạn phải hiểu gì? Mình trước hết mình phải yêu chính mình, mình phải vui vẻ lên, mình giúp được chính mình, mình mong giúp được người khác.
viên đó, tôi bảo là mệnh tốt không bằng thân tốt, thân tốt không bằng phúc đức tốt. Có nghĩa là dù bạn hoàn cảnh nào, bạn cũng phải gieo nhân thiện, phúc đức thiện. Cho dù đời này bạn khổ, bạn như thế nào thì kiếp sau bạn cũng phải, hoặc là bạn cũng sẽ có một cái tinh thần suy nghĩ tích cực để mà vượt qua cái có hoàn cảnh tạm thời của bạn. Tại vì một số người họ không tin kiếp sau và họ không tin nguồn năng lượng từ trường để mà nó tác động lên bạn, nguồn năng lượng từ trường từ ngoài xung quanh bạn tác động lên bạn thì nó giúp bạn kéo bạn theo hướng suy nghĩ của bạn, và suy nghĩ bạn thiện, bạn tốt, suy nghĩ của bạn tích cực thì nguồn năng lượng đó nó sẽ đẩy bạn lên theo cái định hướng cái nhân mỗi ngày bạn trồng đó. Là tôi muốn vui vẻ hạnh phúc, tôi muốn cả thế giới này đều vui vẻ hạnh phúc, tôi muốn cả thế giới này đều có những suy nghĩ tích cực, hành động tích cực và mọi người cùng sống hài hòa với nhau. Và khi bạn nghĩ như vậy thì dĩ nhiên là cái từ trường, năng lượng từ trường bên ngoài nó tác động lên bạn và tác động lên cả thế giới này theo hướng tích cực, theo hướng mọi người cùng phát triển, cùng vui vẻ, cùng hạnh phúc trong một cuộc sống 5, 6, 7, 8, 10 năm. Rồi thì người ta ngắn rồi, tại vì dịch xong rồi mình thấy nhiều người bệnh quá, mọi người xuống sắc nhiều quá, mọi người không có khỏe như hồi xưa, sức khỏe nó không có được duy trì như hồi xưa, mọi người đều có sinh bệnh. Mọi người ăn sáng nha, ăn bánh. Cái điện thoại của mình nó nạp được dung lượng ít quá, mình tải lên nó ngắn, và mình phải tải nhiều clip, và thậm chí mình tải 4-5 clip nó bảo là dung lượng hôm nay đủ rồi, không cho tải nữa. Và số người đăng ký chưa có ai qua kênh của bạn, chưa ai thích bạn hết, nên là mình phải làm nhiều clip, và nhiều cái video nhỏ nhỏ như thế nào tải lên làm kỷ niệm. Xem được thì xem, không xem được thì mình cứ để cho cái file của mình thôi, cái file tạo trong YouTube của mình thôi, nó vui mà. Vì thời kết nối internet mà ai cũng nên có một cái kênh nào đó để mình giới thiệu bản thân vui vẻ trong cái xã hội này. Hồi xưa 50-60 năm trước á thì không có, sau này bùng nổ internet thì mọi người nên thiết lập cho mình một kênh nào đó để lưu lại những kỷ niệm. Xưa mình cũng có chơi Twitter, Yahoo, mình cũng tạo ra nhiều kênh lắm, nhưng mà rồi internet nó bắt đầu nó không dùng tới, không có duy trì á, bắt đầu nó bị khóa, nó không còn, nó bị xóa đi, rồi phải tạo lại, mà mình tạo cho các bạn nha, và bằng ăn bánh. Nào cũng cười nha, cười lên thì thằng may mắn nó mới tới, cười lên thì cái việc tốt nó mới tới, cười lên thì thần khí mình mới tốt, sức khỏe mình mới tốt.